Chào gái, đang làm gì đây? Cháu đang đóng hàng cho chú Nguyễn Nhật Bắc. Đơn hàng bò cay chiên giòn. À thế à? Còn đây là đơn hàng chuẩn bị gửi đi. Còn đây là đơn hàng gửi cho địa phương ở xung quanh đây. Một gói này chỉ có 50.000. Mà ăn siêu ngon, siêu cuốn luôn ạ. À siêu cuốn à? Có đâm vị không? Có ạ. À thế à? Vâng. Thế xinh gái như thế này bây giờ ngồi đóng hàng à? Vâng ạ. À thế à? Hàng gửi đi đâu đấy? Hàng kia? Hàng này gửi đi toàn quốc chú ạ. À thế à? À thế là đấy là của đơn hàng của chú Nguyễn Nhật Bắc TV sản xuất à? Vâng ạ. À thế à? Thế cháu cũng làm giúp hay là thế nào? Cháu cũng làm giúp, cháu chỉ đóng hàng nữa ạ. À rất là tuyệt vời. Chính gái mà ngồi đóng hàng như thế này mà cái đồ ăn này rất là ngon đúng không? Mà bổ rẻ đúng không? Một túi như thế này thì 50k. Vâng. Đấy. Siêu cay. Rất là tuyệt vời, chúc cho cơ sở sản xuất là ngày càng đạt khách nhá. Vâng. Bye bye nhá. Chào tạm biệt.